em nhân chào quý cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị, Fortuner mới vào số sàn 2015 nè. Hồi sáng em nhân mới làm video cho anh chị mình coi đó. Mới dọn rửa xong hồi chiều tối hôm qua. Sáng em nhân vô sớm tranh thủ quay cho anh chị mình coi. Và bây giờ là đầu giờ chiều thì em nó đã bán rồi anh chị. Ở một cái xe rất là hot ha, 2015 đi 79.991 km. Đó, máy móc rồi nội thất, ngoại thất, nước sơn này rất là đẹp, rất là chuẩn chỉnh. Nếu mà anh chị mình muốn biết xe sau khoảng 9 năm sử dụng nó như thế nào thì có thể vào kênh Nhân Toyota mình coi lại nha. Em có quay video chi tiết về em này. Còn thời điểm này thì em sẽ ngưng giao dịch chiếc này nha. Cũng nào có chiếc giống gì em sẽ báo cho anh chị mình. Nãy giờ cũng nhiều anh chị mình gọi cho em Nhân hỏi còn không, còn không. Nhưng mà rất là buồn là đã bán rồi anh chị ha. Không kịp phục vụ anh chị mình. Đó thì sẵn hôm nay thì em cũng đi quay những cái xe nào còn. Nếu mà anh chị mình đang quan tâm này, cũng còn nhiều dòng khác để anh chị quan tâm. Và sắp tới cũng chuẩn bị về thêm một cái số dòng xe nữa như là Camry 2.5Q màu đen. Rồi thêm một chiếc Innova số sàn đời 2022 đi cũng 26.000 cây. Đó là những cái xe chắc khoảng cuối tuần hoặc là đầu tuần sau sẽ dọn rửa xong và có giá em quay lên cho cô chú anh chị mình coi. Bây giờ thì em Nhân mời quý anh chị mình một lần nữa đi coi coi chỗ em Nhân còn xe nào có phù hợp hay không. Nếu mà thấy phù hợp thì alo em Nhân, còn chưa thì cứ đăng ký kênh. Khi nào có những cái dòng xe khác em quay lên cái đầu nó thông báo cho anh chị mình, cái mình vô coi thấy hợp lý gọi cho em Nhân vậy ha. Đi theo em Nhân nha, coi xe nha cô chú anh chị. Innova số sàn này thì bán rồi, bữa đời 2019 nè anh chị. Cũng rất là nhanh, thường bên em về bán cũng rất là nhanh. Nói chung là nó tùy duyên á, nhiều khi mấy anh em bán hàng á người ta cũng có khách sẵn đó rồi. Chỉ việc về rồi khách lên coi sơ một cái là cọc luôn à. Đó thì anh chị mình nếu mà có theo dõi kênh em Nhân á, nếu mà quan tâm thấy thích á thì cũng nhanh chóng nha. Kiểu như có mấy cái xe nào mà em Nhân quay lên, nếu mà thật sự ưng á thì tranh thủ nha. Chứ để 1-2 ngày là bán á. Còn ví dụ như mấy xe này nè, không biết là nó mất duyên hay là như thế nào, nhưng mà cũng khá là lâu rồi. Tại vì hôm bữa có khách họ cọc xong rồi họ thay đổi ý định, họ không lấy nữa, cho nên là bây giờ vẫn còn. Thì coi như là mất một cái duyên gì đó kiểu vậy, cho nên là mới còn. Innova số tự động anh chị, bằng G. Thì cái dòng số tự động này giờ nhiều anh chị mình cũng quan tâm nhiều á, cũng quan tâm nhiều. Nhưng mà tiếc là 2020 nhưng mà em này đi hơi nhiều anh chị, và em này có kinh doanh dịch vụ là biển vàng. Nhưng mà kiểu như là cũng mới đăng kiểm qua cái kinh doanh dịch vụ mới đây à, chứ hồi xưa mua về thì cũng chạy gia đình đó anh chị. Đó, đăng kiểm thì còn tới tháng 10 ha, phí đường bộ cũng còn tới tháng 10. Đó thì cái này thì nếu anh chị mình về mình đi đăng kiểm lại xe gia đình thì nó cũng bình thường, không vấn đề gì đâu anh chị. Rồi nội thất nè, ghế da, ghế da đồ đầy đủ lên màn hình DVD, màn hình Android chứ giờ bỏ DVD rồi. Ồ, mới quay cái có khách lên coi luôn cô chú anh chị. Hy vọng là khách này họ chốt luôn nha. Đó, phụ kiện này kia đồ cũng cơ bản đủ rồi. Những cái xe qua sử dụng thì em Nhân thấy đa số là khách cũ họ đã chuẩn bị sẵn những cái phụ kiện cơ bản của xe rồi. Ví dụ như phim cách nhiệt, ví dụ như trải sàn, camera hành trình. Đó thì tùy theo hiện trạng của xe thôi, nhưng mà em thấy cơ bản nhất là phim cách nhiệt, trải sàn. Còn những ví dụ như ghế nỉ thì họ đã lên ghế da sẵn cho anh chị mình kiểu vậy á. Mình về mình chỉ cần đóng thuế trước bạ 2%, mình sang tên thôi. Đó thì Innova này là màu bạc, bản số tự động, sản xuất 2020 anh chị ha. Đây em quay thông tin cho anh chị, anh sẽ bảo hành toàn quốc tất cả các hệ thống luôn. Đó, giá cả thông tin nè ha. Rồi còn thêm một năm bảo hành chính hãng cho anh chị mình. Đó thì những cái xe bên em Nhân thì đa số anh chị mình cũng không cần phải quan tâm về chất lượng, tại vì xe qua chính hãng mà. Đó, cam kết rất rõ ràng về không đập ngập nước nè, không bị đâm đụng, không bị đại tu gì cả, không bị tu đồng hồ km. Đó thì quan trọng là cái giá cả thôi, mình thương lượng hợp lý và mình thấy mình thích chiếc xe. Đó thì xe cũ thì mỗi xe nó sẽ có cái chất riêng, và cái quan trọng là cái chủ cũ họ giữ tốt hay là họ đi họ không gìn giữ thì cái chất xe nó sẽ khác nhau. Nhưng về cơ bản về động cơ, khung gầm, hộp số thì đảm bảo cho anh chị mình luôn trong tình trạng tốt nhất và nó đúng theo như là cái gọi là cái tuổi đời của xe anh chị ha. Vì ở số sàn này bữa em cũng không kịp quay video nhưng mà cũng đã bán rồi, vừa dọn rửa xong là khách vô tình lên coi xong và họ lấy luôn.
cũng không có kịp quay video, đã bán rồi cho nên em Nhân cũng không có quay chi tiết cho anh chị mình coi. Còn anh chị nào thích số sàn mà mấy cái form này thì cứ nhắn tin cho em Nhân, khi nào có em báo cho anh chị mình. Rồi bên này thì còn bán tải nè anh chị, bán tải thì rất hiếm trên thị trường anh chị. Bây giờ thì hầu như là không có đâu. Đặc biệt là cái dòng bán tải của Toyota á, đa số là người ta mua về người ta xài luôn, ít khi nào người ta bán lắm, trừ khi họ thay đổi mục đích làm ăn hay là gì đó mới bán lại thôi. Và em Nhân thấy là hình như là chiếc này là cũng trên ở khu vực Sài Gòn nha, Hồ Chí Minh nha, em thấy là chiếc này như là duy nhất luôn á. Anh chị nào nếu mà có quan tâm về bán tải thì khỏi đi hỏi giá đâu hết, là chạy thẳng vào em chỗ em nha, Toyota An Thành Fukushima mình coi. Mình coi xe ha. Còn nếu mà anh chị mình lấy xe mới thì tháng 5 này nó ra mắt cái form mới, nhưng mà nó sử dụng cái động cơ dầu Euro 5 anh chị. Thì cái đó cũng là vấn đề á. Tại vì cái dầu hiện nay là của mình á, ít có cái cây dầu mà đạt tiêu chuẩn Euro 5 lắm. Đa số là 3-4 à. Mà đổ nếu mà không đúng cái tiêu chuẩn thì nó cũng nguy hại tới động cơ. Thì bây giờ cũng đang đợi Toyota hướng dẫn tình hình như thế nào. Chứ mà anh chị mình mua xe Euro 5 mà cái cây dầu đó không đạt chuẩn thì cũng cả vấn đề. Rồi quay lại cái này. 2020 anh chị đi 45.000 635 thì chiếc này chắc cũng đâu đó giảm khoảng 20 cho anh chị mình để bán nhanh ha, còn bảo hành 1 năm cho anh chị mình. Bán tải hai lắc ha, bản này bản số tự động máy dầu một cầu anh chị. Dạ. Máy dầu bán tải thì không có máy xăng đâu, nói dư thừa quá. Đó anh chị ha. Nếu mà coi được video này, nếu mà lần đầu tiên anh chị mình coi kênh em Nhân mà thích cái dòng bán tải này thì liên hệ em Nhân để sở hữu nha. Còn nếu mà mới coi lần đầu tiên mà những cái xe em quay thì thích quá thì cứ đăng ký kênh. Chưa mua cũng được nhưng mà đăng ký kênh ủng hộ em Nhân. Em Nhân cũng là cái động lực rồi. Em Nhân sẽ cố gắng quay video cho anh chị mình coi. Giờ Sài Gòn nắng lắm nhưng mà cũng gắng quay nè anh chị. Cái Cross này thì có cái nhiều cái để nói nè anh chị. Bữa giờ nè, em cũng chia sẻ thiệt với anh chị mình, nếu mà anh chị nào quan tâm á và coi kênh của em Nhân nhiều, giá khởi điểm đầu tiên của em này là 820 triệu, cái đầu giảm xuống 799, bây giờ giảm xuống 780, đó 780 thì hiện nay là chốt khoảng 770 anh chị, giảm thêm 10 triệu nữa cho anh chị mình nếu mà mình quan tâm. Tại vì á năm sáu tây tháng 5 này là chiếc Corolla Cross mẫu mới sẽ về tới đại lý và làm lễ ra mắt anh chị. Đó, mẫu mới thì mặt lăng mới, rồi đèn mới, có phanh tay điện tử, có auto hold, đó thay đổi cũng rất là nhiều trên xe. Mà cái giá thì tầm khoảng 820 cho bản V như thế này thì lăng bánh nó cũng tầm khoảng đâu đó khoảng 920 anh chị. Đó là xe mới 2024. Còn nếu mà anh chị mình chưa đủ tiền và muốn sở hữu Corolla Cross thì đây cũng là một cái sự lựa chọn anh chị. Đó, anh chị mình bỏ 770 ra rồi chúng ta về chúng ta sang tên cho tầm khoảng 15 triệu nữa đi. Khoảng 15 triệu nữa. Đó thì tính ra là chỉ có khoảng 785 chúng ta sở hữu em này rồi. Corolla Cross 2022 anh chị. Ở màu trắng ngọc trai thì xe này thì cam kết mình là đảm bảo chất lượng rồi, còn bảo hành chính hãng giống như các tiêu chí của xe mới mà. Tại xe này hồi xưa bảo hành tới 5 năm lần mà khách mua 2022 và 2024 mới có 2 năm thôi. Đó, anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ em Nhân để mình sở hữu nha. Thì sẵn tiện đây thì em Nhân cũng gợi ý lại cho anh chị mình nhớ là bên em Nhân đang rất cần thu thêm những dòng xe qua sử dụng anh chị. Nếu mà anh chị mình có muốn bán xe, đổi xe gì đó, hoặc là biết anh chị em bạn bè nào muốn bán xe, đổi xe thì làm cầu nối với em Nhân ha. Thì về hầu như là về chiếc nào bán chiếc đó. Thì có những cá biệt là mấy cái một số dòng xe đó hơi chậm thì nằm hơi lâu, thì không phải là do chất lượng đâu anh chị, mà là do cái gì? Duyên thôi. Chưa tới duyên thôi. Và thứ nhất là duyên, thứ hai nữa là những cái dòng hiện nay thì cái nhu cầu trên thị trường nó cũng hơi ít. Đó, thì anh chị mình nếu mà có thích thì cứ liên hệ, vẫn bán bình thường thôi, vẫn đảm bảo chất lượng cho anh chị mình. Bên em thu về thì đã kiểm tra 176 hạng mục theo tiêu chuẩn xe qua sử dụng chính hãng của Toyota, Toyota Việt Nam đề ra, thì bên em phải cam kết làm đúng những cái tiêu chuẩn đó. Và những cái gói bảo hành đó của chú anh chị thì cũng là Toyota Việt Nam bảo hành nha. Thì đại lý em sẽ là đại diện để ra bảo hành cho anh chị mình, cho nên anh chị mình mua thì mình an tâm nha anh chị. Rồi, ai có nhu cầu muốn sở hữu xe qua sử dụng thì liên hệ em Nhân nha. Và bên em Nhân cũng còn có xe mới nữa, thì em cũng thường xuyên làm những video cập nhật chương trình khuyến mãi của xe mới đó. Của chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì cứ đăng ký kênh hoặc là gọi điện cho em Nhân tư vấn kỹ hơn nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.